những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua nga nói ukraine giảm phản công để tái tập hợp lực lượng kiev tiết lộ số đạn dược khổng lồ nga bán ra để chặn cuộc phản công của ukraine ukraine tập kết tổ hợp trái mình di động tối tân của nga nổ tung khi đang tham chiến quân đội ukraine tiến công mạnh theo hai hướng của mặt trận phía nam Ukraine tiến quân mạnh mẽ sang phản căn cứ quân sự Nga ở Melitopol. Quân Nga mon men trở lại tấn công Pia Tikhaki gặp ngay bảy phục kích, lính Putin tháo chạy dính ngay bãi mình. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. quý Ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Nga nói Ukraine giảm phản công để tái tập hợp lực lượng. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine chịu tổn thất đáng kể sau hơn 2 tuần phản công và đang giảm hoạt động để tái tập hợp lực lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu nhận định về chiến dịch phản công của Ukraine trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga vào ngày 22 tháng 6 rằng, sau 16 ngày chủ động tiến công và chịu tổn thất đáng kể, địch giảm hoạt động để tái tập hợp, tái trang bị và thu thập tàn dư của các tiểu đoàn thưa quý vị tướng shoigu nhận định dù chịu nhiều tổn thất quân đội ukraine vẫn còn nguồn lực cho đợt phản công ông shoigu cũng đánh giá vũ khí và thiết bị quân sự mà ukraine đã hoặc sắp nhận được từ phương tây sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch của nga tướng shoigu nói Phương Tây dự định chuyển tổng cộng 250 xe tăng cho Ukraine trong năm nay, bao gồm 120 chiếc Leopard, 31 chiếc M1 Abrams và số xe tăng T-72 còn sót lại trên thế giới mà họ đã thu nhập là 95 chiếc. Trong cùng một cuộc họp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết, thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch phản công đã vượt qua 13.000 binh sĩ. Tướng Shoigu nói rằng họ có dữ liệu này nhờ chặn thu tín hiệu và báo cáo của chỉ huy các đơn vị Ukraine. Ông Patrushev đề cập thiệt hại về vũ khí và thiết bị của Ukraine sau hơn 2 tuần phản công. Quân đội Nga phá hủy 42 pháo phản lực, hai tổ hợp tên lửa phòng không, 10 tiêm kích bom, 4 trực thăng, 264 máy bay không người lái và 424 phương tiện cơ giới. Chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 trên hướng Nam Donetsk, Zabrychia và thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine dùng hỏa lực nhằm đột phá phòng tuyến của Nga tại Zabrychia với nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện cùng vũ khí phương Tây. Họ nói rằng đã đạt thành công một phần và tái kiểm soát 8 làng. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley. Ngày 21 tháng 6, tổng thống Ukraine cho biết chiến dịch phản công tiến triển chậm hơn kỳ vọng của một số bên, nhấn mạnh rằng nỗ lực này cần nhiều thời gian để đạt kết quả đáng kể. Ông Zelensky nói: "Dù một số người muốn thế nào đi chăng nữa, thậm chí gây áp lực với chúng tôi, chúng tôi vẫn tiến công theo cách chúng tôi cho là tốt nhất." Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 14 tháng 6 kêu gọi các nước thành viên bảo đảm Ukraine đủ vũ khí để theo đuổi được phản công. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng Ukraine vẫn còn rất nhiều sức mạnh tác chiến chưa tung ra. Khi áp tiết lộ số đạn dược khổng lồ Nga bắn ra để chặn cuộc phản công của Ukraine, Ukraine đang tìm cách xoa dịu bất kỳ ai vỡ mộng về những lợi ích nhỏ của họ trong tuần thứ hai của cuộc phản công nhằm giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ Nga, theo Al Jazeera. Thưa quý vị, Ukraine cho biết họ đang đẩy mạnh các cuộc phản công trên bốn mặt trận chính trong tuần thứ 69 của cuộc chiến, nhưng tiến độ chậm hơn kỳ vọng vì sự kháng cự gai gắt từ các vị trí phòng thủ của Nga. Trong một cuộc điện đàm vào đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, lãnh thổ Ukraine tái chiếm từ Nga đã tăng lên 113 km vuông, chỉ nhiều hơn 13 km vuông so với những gì Ukraine tuyên bố họ đã chiếm lại một tuần trước đó. Bà Malia nói, người Nga đang kháng cự quyết liệt, và ước tính rằng quân đội Nga đã bắn khoảng 5.800 viên đạn pháo và 227.000 viên đạn chỉ trong một tuần để chống lại cuộc phản công của Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào Bakhmut và các thành phố Donetsk ở phía đông. Ở phía nam, tại biên giới giữa các vùng Donetsk và Zabrychia, Ukraine đã tiến sâu 7 km vào lãnh thổ do Nga nắm giữ về phía Melitopol, đồng thời cũng duy trì một mặt trận mở ở phía tây Zabrychia, phía nam Orikhiv. Bà Maria ước tính có 4.600 người Nga bị giết hoặc bị thương và 400 thiết bị bị phá hủy trong hai tuần phản công của Ukraine. Những con số này, Al Jazeera không thể được xác minh độc lập. Ukraine tập kích, tổ hợp rải mình di động tối tân của Nga, nổ tung khi đang tham chiến. Quân đội Ukraine đã phá hủy một tổ hợp rải mình di động Zalabnali của Nga tại khu vực Saborizha, Trang Defense Blog vào ngày 22 tháng 6 đưa tin, các binh sĩ thuộc lữ đoàn sân Cước xung kích độc lập số 128 quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích chính xác, phá hủy tổ hợp rải mình từ xa di động Zemladeligi của Nga tại khu vực Zaporizhia ở miền nam của nước này. Thưa quý vị, trong đoạn video trên, sau khi trúng hỏa lực từ Ukraine, tổ hợp trái mình di động của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Đây được xem là một chiến tích đáng ghi nhận của quân đội Ukraine, đặc biệt là khi tổ hợp trái mình Zemle Delia đóng một vai trò hết sức đặc biệt quan trọng trong vành đai lửa đang được Nga xây dựng ở Zabrishia. Trước đó, vào hôm 15 tháng 6, trên tin quân sự Defense Express đưa tin, quân đội Nga đã điều động hàng loạt tổ hợp Zemle tới vùng Zabrychia ở miền nam Ukraine nhằm ngăn chặn đà phản công của Kiev tại khu vực này. Đây được xem là một động thái đối phó khẩn cấp của Moscow trước nỗ lực tiến công liên tục của Ukraine trong những ngày qua tại Zabrychia. Theo truyền thông Nga, mặt trận này được xem là trọng tâm trong chiến dịch phản công mà Ukraine đang triển khai. Hệ thống trải mình từ xa Zemlem Delia được các kỹ sư Liên Xô bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ những năm 1970. Tuy nhiên, khí tài này mới được giới thiệu và đưa vào biên chế chính thức trong biên chế quân đội Nga từ năm 2020. Việc trải mình của hệ thống Zemlem Delia được tiến hành hoàn toàn tự động các thiết bị kết nối vệ tinh máy tính và trạm khí tượng riêng biệt được trang bị trên xe sẽ tính toán và gửi tọa độ của bãi mình được định vị trước tới sở chỉ huy tại đây vị trí và kích thước của bãi mình được xác định và đánh dấu một cách chính xác trên bản đồ điện tử trước khi các tên lửa được phóng đi điều này cho phép việc trái mình được diễn ra hiệu quả và sau khi hoàn thành nhiệm vụ các bãi mình có thể được vô hiệu hóa một cách dễ dàng trong cuộc tập trận Zapad 2021, quân đội Nga đã thử nghiệm kết hợp các hệ thống rải mìn tự động Samlady lechi và pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A. Sự kết hợp này được cho là đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, đặc biệt là trong việc đối phó với xe tăng và xe bọc thép chở quân của đối phương. Quân đội Ukraine tiến công mạnh theo hai hướng của mặt trận phía nam Quân đội Ukraine đã tiến công theo hai hướng của mặt trận phía Nam và hiện đang cố thủ tại các vị trí đã chiếm đóng. Andriy Kovalev, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, đã tuyên bố điều này trong buổi phát sóng buổi sáng của chương trình truyền hình United News. Thưa quý vị, ông lưu ý rằng, các lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục tiến hành một chiến dịch tấn công ở khu vực Melitopol và Berdian. Người phát ngôn cho biết, trên các hướng Novo Danilivka, Dine và Mala Tokmaka, Novo -Fedirovka. họ đã thành công một phần, Ukraine cũng đang giành được vị trí ở các mốc đã đạt được. Theo ông, để tập trung lực lượng phòng ngự, ngăn chặn bước tiến của quân ta theo hướng Orykiv, sử dụng lực lượng dự bị, cố gắng khôi phục lại thế đã mất. Ovalet lưu ý rằng lực lượng phòng thủ tiếp tục kiềm chế bước tiến của quân đội Nga ở các khu vực Liman, Abdib và Marin. Ông nhấn mạnh rằng giao tranh đặc biệt khốc liệt vẫn tiếp tục. Theo hướng Limans và trong khu vực định cư Bilo Koripka, vùng Luhan, theo hướng Abdijib ở các khu vực Savek, Abdiyipka của vùng Donetsk, theo hướng Marinka, trong các khu vực định cư Marinka và Pobeda của vùng Donetsk, như Union đã đưa tin, theo tổng kết buổi sáng của Bộ Tổng tham mưu, địch tiếp tục tấn công thất bại trên một số hướng trong ngày hôm qua, tổng cộng hơn 30 trận đụng độ của lực lượng phòng thủ với quân chiếm đóng đã diễn ra trong ngày. Ukraine tiến quân mạnh mẽ, sang phẳng căn cứ quân sự Nga ở Melitopol Vào sáng thứ Năm ngày 22 tháng 6, đã có những vụ nổ mạnh ở Melitopol bị chiếm đóng. Một số vụ nổ đã được báo cáo bởi thị trưởng thành phố Ivan Fedorov trong điện tính của mình. Ông nói, những người chiếm đóng đang ồn ào, không ai hứa hẹn một mùa hè yên bình. Người dân nói rằng có rất nhiều tiếng ồn ở phía bắc của thành phố. Họ cũng nghe thấy tiếng nổ ở phía Akimoka. Thưa quý vị, Fedorov nói rằng những người chiếm đóng đã báo cáo về hoạt động phòng không thành công, nhưng khói đèn và xe cứu thương xung quanh Melitopol lại cho thấy điều ngược lại. Ria Melitopol báo cáo rằng đã có một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của nga ở Akimovka nơi những người chiếm đóng đã thiết lập cho kho y tế và cơ sở lưu trữ đạn dược trên lãnh hổ quân đội nga ngay lập tức phong tỏa vị trí bị tấn công sau vụ nổ nhiều xe cứu thương đã tới đó và đi một cách khẩn trương báo cáo cho biết Trước đó, vào đêm 21 tháng 6, cũng có một vụ tấn công mạnh gần Bedian. Ukraine được cho cũng đã tấn công vào trung tâm giải trí mà quân Nga dùng để tập trung binh lực. Cuộc tấn công Ukraine được cho là nhắm vào lúc quân Nga đang ngủ. Quân Nga mong men trở lại tấn công Piatikovsky, gặp ngay 7 phục kích. Lính Putin tháo chạy, dính ngay bãi mình. Sau khi quân Ukraine phá hủy hoàn toàn các đội quân Nga đang cố tấn công Biatrikovsky dọc theo con đường chính, quân Nga bắt đầu di chuyển dọc theo các con đường giả chiến ở phía nam Zaribansky để thoát khỏi hỏa lực trực tiếp của quân Ukraine. Thật không may cho người Nga, một số đơn vị tấn công đã tự đạp đổ mình của mình vì họ sợ mình. Các đơn vị khác của Nga bắt đầu cực kỳ cẩn thận và do đó chậm lại. Vì vậy, khi đối mặt với hỏa lực của Ukraine, nhiều đơn vị của Nga biết rằng nếu tiếp tục chậm như vậy và không cẩn thận, rất có thể quân Ukraine sẽ tiêu diệt họ bằng súng cối. Đó là lý do nhiều đơn vị đã nhanh chóng rút lui ngay trong những phút đầu giao chiến. Ukraine nhận xét rằng chỉ có các biệt đội gồm các tội phạm mới không dừng lại và tiếp tục tiến lên, vì nếu không, các đơn vị Chechnya hoạt động như lực lượng ngăn chặn sẽ giết họ vì tội đạo ngũ. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đang mở rộng thành công đầu cầu về phía Tây, Ukraine tấn công các vị trí của Nga từ phía Bắc và đã hoàn toàn chiếm được khu vực này. Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Nga trong khu vực dựa vào mạng lưới chiến hào nằm giữa Zerebryanki và trong khu rừng. Người Ukraine đã di chuyển dọc theo bờ rừng để tấn công các công sự này. Ukraine ở cách khoảng 700 mét, không chỉ từ phía đông mà còn từ phía bắc. Hơn nữa, một số nguồn tin nổi tiếng của Nga bắt đầu đề cập rằng các vấn đề hậu cần không chỉ xuất hiện trên tuyến Luhop, Zerebianki, mà còn cả trên tuyến Lysne, Luhop. Một số nguồn tin cũng báo cáo rằng các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga cách Luhop khoảng 1,2 km, nơi ngay lập tức để lộ rất nhiều vị trí của Nga và quan trọng nhất là hậu cần. Vì tiếp tế cho quân đội Nga, trên đường số 08 trở nên vô cùng khó khăn đang dần dần làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ. Trên thực tế, chính quyền Nga công khai thể hiện họ không tin tưởng vào sự ổn định của chiến tuyến này và tiến hành sơ tán chính quyền khu vực ở Vasilipka, cách Zarebyanky 10 km. Vài ngày trước, chính quyền Nga đã đóng cửa tất cả các cơ sở chính phủ, ngừng cấp hộ chiếu và các giấy tờ khác, đồng thời chuyển đến Vesel, cách Vasilivka 55 km về phía Nam. Một số lý do khác khiến cho người Nga sợ rằng hệ thống phòng thủ của họ có thể sụp đổ ở khu vực này là do hồ chứa gần như cạn kiệt hoàn toàn. Như bạn đã thấy trong hình đăng hôm qua, một trong những khu vực khô hạn nhất nằm chính xác xung quanh Vasilivka. 20 km nước đã dần biến thành sa mạc, nơi người Ukraine có thể vượt qua và tiến hành một cuộc tấn công cơ giới mạnh mẽ ngay tại phần ít kiên cố nhất. Một số nhà phân tích đã bắt đầu dự đoán về việc khu định cư nào dọc theo chiến tuyến sẽ là mục tiêu có thể xảy ra nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.